Bốn đồng phạm của Hưng Kính trong vụ án này gồm Nguyễn Hữu Tiến tức Tiến Hói bị tuyên phạt 3 năm tù, Dương Quốc Vương tức Vương Lợn, Lê Thanh Hải tức Hải Gió và Nguyễn Mạnh Long tức Long Cao cùng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù cùng tội cưỡng đoạt tài sản. Bản án sơ thẩm nhận định các bị cáo trong vụ án có đủ nhận thức để biết việc cưỡng đoạt tài sản là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn thực hiện gây ra hàng loạt khó khăn cho việc kinh doanh của hộ gia đình bị hại, buộc bị hại phải nộp khoản tiền lớn trong thời gian dài. Trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 3 năm 2018 đến ngày 1 tháng 9 năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Hưng Kính, nhóm bị cáo đồng phạm đã thu của bị hại hơn 28 triệu đồng, nhưng chỉ nộp về Ban Quản lý chợ Long Biên 3,2 triệu đồng. Hội đồng xét xử xác định nội dung cáo trạng truy tố các bị cáo tội cưỡng đoạt tài sản là đúng. Về trách nhiệm dân sự, do phía bị hại không yêu cầu bồi thường nên hội đồng xét xử không xem xét vấn đề này.